Thưa quý vị, ba toa tàu tuyến metro số 1 Bến Thành số Tiên thành phố Hồ Chí Minh vừa được đặt lên đường ray tại depot Long Bình thành phố Thủ Đức để chuẩn bị chạy thử nghiệm. Để thực hiện việc đặt tàu lên đường ray, bộ phận an toàn của nhà thầu chính Hitachi và tư vấn giám sát NGPT đã kiểm tra hai cần cầu trước khi cho vận hành. Nhà thầu chính và nhà thầu phụ kiểm tra các bệ giá để nâng hạ và bố trí hai cần cầu tại vị trí thực hiện dỡ tải. Các quy trình được thực hiện rất nghiêm ngặt và đòi hỏi tính chính xác rất cao. Theo kế hoạch của Ban quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, không giờ ngày 13 tháng 5, các toa tàu thuộc đoàn tàu số 3 tuyến Metro 1 cũng sẽ được vận chuyển bằng đoàn xe siêu trường tương tự để đến depot Long Bình.